Chào mừng các bạn đã quay lại với nghetrader.com. Hôm nay là thứ năm, ngày 14 tháng 5. Và chúng ta sẽ đến với chương trình chơi gì hôm nay, nơi mà mình sẽ đưa đến cho các bạn các cặp tiền tệ mà mình chờ đợi để giao dịch trong ngày. Đây hoàn toàn là những quan điểm cá nhân, không đảm bảo tính chính xác. Các bạn hãy chỉ xem với tính chất tham khảo và kết hợp cùng hệ thống của các bạn để có thể giao dịch tốt hơn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói qua về chỉ số sức mạnh của đồng đô la Mỹ DXY. Hiện tại thì hôm qua chúng ta tiếp tục là một nến doji và nhiều khả năng nó sẽ tiếp tục hướng đi lên của mình, và chúng ta sẽ chờ đợi tín hiệu tại khu vực lần chạm thứ 3 của trend line và khu vực đỉnh này xem có thể có một lệnh sell không. Nếu giá phá lên thì đơn giản chúng ta sẽ chờ tín hiệu mua vào với target là vùng đỉnh bên trên. Tại đô thị nhỏ hiện tại thì giá đang trong xu thế điều chỉnh và nhiều khả năng ở đây nó sẽ tạo một lá cờ tăng và đi lên, và chúng ta sẽ chờ đợi tín hiệu tại khu vực này. Cặp đầu tiên đó là Euro bảng Anh thì hôm qua mình đã có một lệnh sell. Sau khi chờ đợi 2 tuần, chúng ta đã có điểm sell rất đẹp sau lần chạm thứ 3 của trendline của lá cờ giảm lớn này, và target của lệnh này là rất là cao, thì hoàn toàn nó có thể sẽ xuống tới vùng đáy cũ và chúng ta có thể thu về hơn 20%. Với đô thị 1 giờ và tối qua thì khi vào lệnh này thì mình cũng đã post lên Telegram. Chúng ta thấy là lệnh này với 1, 2, 3 lần chạm đồng thời, 1, 2, 3 lần chạm của kênh giá nhỏ hơn và 1, 2, 3 của kênh giá nhỏ. Chúng ta thấy là một vùng giá trị siêu đẹp cho một lệnh sell. Và những khu vực như thế này thì mình hoàn toàn hạnh phúc khi được thua. Và nếu thua ở đây thì mình cũng hoàn toàn hài lòng. Như các bạn thấy là nó đã đi được hơn 1% và đang điều chỉnh. Hiện tại thì mình tiếp tục giữ stop loss bên trên và chưa vội rời stop loss về NG. Vì chúng ta ở lệnh chúng ta ở một khu vực cực kỳ đẹp nên là hiện tại mình sẽ để cho giá tiếp tục di chuyển. Nếu nó phá qua thì mình sẽ chờ lá cờ đầu tiên để tiếp tục vào lệnh thứ hai ở cặp này. Cặp tiếp theo mình theo dõi ngày hôm nay đó là Euro và đô la New Zealand. Bạn thấy là xu thế chính của đồ thị ngày là xu thế giảm. Xong đợt giảm giá đang có xu thế điều chỉnh và đi xuống. Hiện tại nó đang tiến tới rất gần khu vực giá trị, đó chính là lần chạm thứ 3 của trendline này. Và chúng ta thấy là hành động giá của giá đang rất là tích lũy và điều chỉnh, và nếu nó tiếp tục tích lũy như thế này, chúng ta có thể chờ đợi lần chạm thứ 3 của trendline kênh giá, đồng thời phản ứng với trendline. Thì đây sẽ là một điểm sell rất đẹp. Stop loss bên trên 30 pip và target ít nhất tại đây chúng ta có 7%, và về đến khu vực dưới chúng ta có thể thu về 20% lợi nhuận. Và nhiều khả năng là trong ngày hôm nay chúng ta sẽ có thể chạm vùng giá trị này và chúng ta sẽ chờ xem có thể có tín hiệu để sell không. Và tiếp theo đó là bảng Anh và đô la Mỹ. Chúng ta thấy ở đồ thị ngày thì chúng ta đang về tới vùng giá trị là khu vực này. Và tại đây chúng ta sẽ chờ xem là có thể giá sẽ cung cấp một tín hiệu mua vào không. Còn không, nếu giá tiếp tục điều chỉnh thì chúng ta sẽ chờ đợi mua vào tại khu vực bên dưới. Còn nếu nó phá qua với một xung lượng tốt thì mình sẽ chờ để bán. Ở đồ thị 1 giờ các bạn thấy là giá hiện tại đang di chuyển điều chỉnh trong một kênh giá giảm và chúng ta đã có lần chạm thứ 3. Và tại khu vực này nếu như có một sóng đẩy lên phá qua vùng này thì lá cờ đầu tiên sẽ là tín hiệu để tham gia thị trường hoặc một lệnh mua với target ít nhất tại khu vực này và nhiều khả năng sẽ bứt qua. Còn nếu nó tiếp tục điều chỉnh xuống dưới thì mình sẽ chờ đợi tại khu vực đáy bên dưới này để xem có thể có tín hiệu mua vào không. Một vùng mua cực kỳ đẹp dành cho bảng Anh và đô la Mỹ. Còn nếu nó tiếp tục đi như thế này thì mình sẽ có thể canh vào lệnh tại khu vực này. Stop loss bên dưới 30 pip này. Về đến vùng này chúng ta có 10% và vùng trendline chúng ta có 16%, hoặc có thể hoàn toàn có thể phá qua và mang về mức lợi nhuận cao hơn. Cặp tiếp theo cũng là một cặp bảng Anh, đó là bảng Anh và Yên Nhật. Tương tự thì tại độ thị ngày, chúng ta đến từ một sóng tăng mạnh này và giá đang có xu thế điều chỉnh để tiếp tục xu hướng tăng của mình. Và chúng ta đang có lần chạm thứ 3 của trendline và giá đang di chuyển khá là xung lượng khá là thấp và điều chỉnh, và hiện tại thì tại đây chúng ta đã có một double bottom, và nếu ở đây nó
tạo một sóng đẩy lên tương tự với bảng Anh và đô la Mỹ thì mình sẽ chờ đợi để mua vào. Còn nếu nó tiếp tục tích lũy thì mình sẽ chờ đợi tại khu vực lần chạm tiếp theo của trendline để xem có tín hiệu để mua vào không. Còn nếu ở đây giá phá xuống với một số lượng tốt thì lá cờ đầu tiên sẽ là cơ hội để vào lệnh sell. Và cặp cuối cùng mình theo dõi trong ngày hôm nay đó là bảng Anh và đô la Canada. Tương tự với hai cặp bên trên thì các bạn thấy là giá đang về với khu vực giá trị, đó là vùng đáy cũ này với một xung lượng rất là yếu. Và đây là một cơ sở chắc chắn chúng ta tin tưởng vào một đợt tăng giá tiếp theo dành cho bảng Anh và đô la Canada. Ở đồ thị 1 giờ chúng ta thấy là giá cũng đang di chuyển tích lũy trong một kênh giá và chúng ta đã có hai lần chạm trendline. Đồng thời tại đây nó đã phản ứng với vùng đáy cũ. Và hiện tại thì mọi tín hiệu mua vào đều là một cơ sở rất là đẹp để canh mua. Nếu nó vòng về và chúng ta có lần chạm thứ 3 thì đây là một cơ hội để vào lệnh mua. Stop loss 30 pip. Về đến vùng đỉnh này chúng ta có 6% và về vùng bên trên chúng ta có thể thu về 17%. Hoặc là chúng ta hãy chờ giá tạo một sóng đẩy lên đầu tiên và sau đó chờ lá cờ tăng đầu tiên để vào lệnh mua. Ok, mình đã đi nhanh qua 4 cặp mà mình chờ đợi để giao dịch trong ngày hôm nay. Ở tối qua thì mình ngoài lệnh Euro bảng Anh mình có vào một lệnh sell đối với Bitcoin. Và mình đã bị stop loss vào đêm qua. Thì như mình đã nói trong chương trình ngày hôm qua thì mình chờ đợi điểm sell tại đây sau khi nó, các bạn thấy là giá di chuyển theo một kênh giá và phản ứng lần thứ 3, đồng thời chỗ này nó đi rất là tích lũy và tạo một kênh giá nhỏ hơn và đồng thời phản ứng với vùng double top, setup cực kỳ đẹp cho một lệnh sell. Và mình đặt lệnh tại điểm break của kênh giá nhỏ này và sau khi nó khớp lệnh này đi xuống một chút và sau đó đi lên và mình đã bị rơi vị thế với âm 1% lợi nhuận. Tuy thua lệnh này nhưng mà mình hoàn toàn hài lòng với những gì đã thực hiện và nếu có một setup tương tự xảy ra trong tương lai thì mình sẽ bất chấp và vẫn vào lệnh như bình thường. Không vì một lệnh thua này mà mình thay đổi kế hoạch giao dịch của mình. Bởi vì chúng ta đang chơi một trò chơi xác suất và xác suất chỉ được diễn ra khi mà số lần thực hiện đủ lớn. Vì vậy nên là chúng ta không thể biết được lệnh này sẽ là lệnh thắng hay lệnh thua. Công việc của chúng ta là đi theo kế hoạch và thực hiện đúng những gì đã làm, thực hiện đúng những gì đã đề ra từ trước và chấp nhận hoàn toàn kết quả sẽ xảy ra, bất chấp đó là thắng hay thua. Ok, mình sẽ tiếp tục theo dõi Euro và bảng Anh, đồng thời theo dõi 4 cặp để giao dịch trong ngày hôm nay. Và mình sẽ kết thúc chương trình chơi gì hôm nay của thứ năm ngày 14 tháng 5 năm 2020 tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo của Nghề Trader. Trên con đường trở thành một trader chuyên nghiệp